Tôi nghe lời chồng lên thay đồ Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Được một lát thì tôi cảm nhận có động tĩnh bên cạnh Liên choàng tình dậy định đỡ chồng vì sợ anh chân tay không tiện Trước khi bị tai nạn thảm khốc xảy ra Tôi và Đạt có thời gian 3 năm yêu nhau thắm thiết Chính vì thế khi biết tin anh phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn tôi bất chấp lời can ngăn của bố mẹ sự khuyên bảo của bạn bè thân thiết vẫn quyết tâm làm đám cưới với anh ừ thì tôi lấy một người chồng khuyết tật rồi tôi sẽ vất vả và khổ cực hơn chúng bạn rất là nhiều ừ tôi có người chồng không bình thường lạnh lặn tôi sẽ phải cáng đáng gia đình thậm chí có khi còn phải nuôi cả chồng ừ thì tôi sẽ tủi thân đến phát khóc khi nhìn những người phụ nữ khác được an nhàn sung sướng tôi biết lấy đạt mình phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng tôi thật sự không đành lòng bỏ rơi anh quan trọng hơn là cả ba năm yêu nhau anh đối xử với tôi rất là tốt anh đến bên tôi vào lúc tôi cay đắng tuyệt vọng nhất khi bị người tình cũ bỏ rơi anh mang lại cho tôi niềm vui sưởi ấm trái tim tôi và khiến cuộc sống của tôi tràn ngập màu sắc. Vì những gì anh dành cho mình, tôi cam nguyện chấp nhận tất cả. Mẹ tôi khóc hết nước mắt. Bà bảo, thời buổi bây giờ ai không nghĩ đến bản thân mình lại ngu dại. Phụ nữ càng phải thực tế và biết chọn lựa biến đỗ vững chắc cho bản thân. Tôi hiểu mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con gái. Nhưng đành xin lỗi không thể nghe theo lời của bà lễ của tôi diễn ra Chú rể ngồi trên xe lăn Khách hứa xì xào bàn tán Mẹ tôi liên tục lau nước mắt Không dám nhìn thẳng vì quá xót xa cho đứa con gái dại dột của bà Ngược lại Bố mẹ chồng và họ hàng nhà đạt Đều rất cưng chiều tôi Họ biết ơn cũng cảm kích tôi vô cùng Vì tôi chấp nhận cưới đứa con trai khiếm khuyết của họ Đêm tân hôn Tôi mệt nên chồng bảo lên phòng ngủ trước. Anh trò chuyện với mọi người. Lát nữa bố chồng sẽ giúp anh lên phòng sau. Tôi nghe lời chồng, lên thay đồ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Được một lát, thì tôi cảm nhận có động tĩnh bên cạnh. Liên choang tỉnh dậy, định đỡ chồng vì sợ anh chân tay không tiện. Ai ngờ tôi còn chưa đỡ được thì anh chồng đã ôm trầm lấy tôi hôn cuồng nhiệt. Động tác của anh lưu loát tự nhiên. Chẳng có vẻ gì là người phải ngồi xe lăn cả Tôi ngớ người thắc mắc Chồng cười thù thị Từ bây giờ thì chân anh khỏi rồi Tới lúc ấy Tôi mới kinh hãi biết hóa ra chân đạt đã khỏi từ lâu Nhưng anh cố tình đóng kịch để lừa tôi Anh bảo muốn thử xem tấm chân tình của tôi Nông sâu như thế nào Nếu tôi vì khó khăn hoạn nạn Mà bỏ anh thì anh cũng chẳng tiếc Trường hợp tôi bất chấp tất cả ở bên anh Cả phần đời còn lại anh sẽ trân trọng tôi hết lòng Vậy là Chồng tôi nhân vụ tai nạn thì kết hợp diễn luôn màn kịch Để thử lòng cô bạn gái 3 năm Cú sốc ấy chưa xong Thì sau màn tân hôn nồng nàn Chồng còn mở két sắt lấy ra một sổ đỏ đất Và một sổ tiết kiệm rúi vào tay vợ Đây Của cải có bao nhiêu anh đưa cho em giữ hết sau này làm ra tiền anh cũng đều đưa hết cho em cả anh tay trắng không có gì luôn dù rất giận chồng khi bày tỏ lòng thử lòng vợ nhưng đến đây thì tôi cũng không thể bực tức với anh được nữa với tính cẩn thận có chút đa nghi mấy năm yêu nhau có bao nhiêu tiền anh tất nhiên chẳng nói cho tôi biết mảnh đất và sổ tiết kiệm kia anh bảo ít nữa xây nhà để vợ chồng tôi ra đó ở riêng nhà cho tôi đứng tên luôn mọi thứ biến chuyển khác biệt một trời một vực trong một phút chốc khiến tôi đờ lẫn không thể tin nổi mấy tháng qua giả vờ với em nhưng anh vẫn làm việc tại nhà chứ không phải thất nghiệp đâu em đừng lo anh còn cười tấn an vợ từ khi quyết định làm đám cưới với đạt cảm xúc của tôi đã phải trải qua đủ mọi cung bậc cho đến đêm tân hôn thì đúng thật là cả đời không thể nào quên được nhờ vượt qua màn thử lòng xuất sắc của anh mà tôi có được niềm vui và tự tin sự yêu thương tuyệt đối của chồng. Dù biết màn kịch thử lòng của chồng thật trẻ con, nhưng nghĩ thoáng ra thì đúng là mình cứ đối xử chân thành, tình nghĩa và hết lòng với người khác. Chắc chắn sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng mọi người nhỉ. Vâng, kính mời quý vị các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Bốn năm gìn giữ Em bồng mời mọc qua đêm Sáng ra tôi hoảng hốt Nhìn bọc tiền trên gối Tôi và Huế yêu nhau tính đến nay đã hơn bốn năm Từng ấy năm yêu nhau Huế luôn khăng khăng Giữ mình chờ đến đêm tân hôn Em bảo Lần đầu tiên em muốn trao cho người đàn ông Là chồng chính thức của em Vì tôi yêu Huế Nên tôi tôn trọng suy nghĩ cũng như quyết định của em Bốn năm trời yêu chay có lẽ chỉ có tôi và Huế Là cặp đôi hiếm lạ Đám bạn của tôi biết chuyện thì chê tôi kém cỏi Nhận xét Huế quá cổ hủ Cứng nhắc Nhưng tôi nghĩ rằng Huế là người con gái xứng đáng để tôi bỏ ra nhiều sự kiên nhẫn và chân tình. Do đó, tôi không hề thấy phiền lòng về chuyện phải đợi chờ em đến đêm tân hôn. Chắc chắn tôi sẽ cưới Huế làm vợ và khiến em trở thành người phụ nữ của riêng mình. Thế nhưng cách đây ba tháng, Huế lại đột ngột gạ gẫm tôi qua đêm Hôm đó Chúng tôi đi sinh nhật một người bạn Và có chút hơi men trong người Khi về và đi qua một nhà nghỉ yên tĩnh Huế đã ngượng ngùng hỏi tôi Có muốn ở bên em đêm ấy hay không Khi ấy Tôi mừng còn không kịp Làm sao đủ sáng suốt để suy xét lý do Đột ngột thay đổi quyết định Không chờ đến đêm tân hôn nữa Đêm ấy Tôi vỡ òa hạnh phúc khi phát hiện mình thực sự là người đầu tiên của huế thời điểm đó tôi tự nhủ bản thân sẽ có trách nhiệm với huế cả đời sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc yên vui thế nhưng ai ngờ được sáng hôm sau ngủ dậy thì chỉ còn tôi trong căn phòng vắng lặng huế đã về trước từ bao giờ và không hề đánh thức tôi dậy tôi lấy điện thoại gọi cho em mà chẳng ai nghe máy lúc ấy tôi nghĩ chắc em có việc đột xuất nên về trước và điện thoại trùng hợp hết binh chẳng hạn Thế nhưng Khi nhìn sang chiếc gối mà Huế sử dụng đêm qua Thì tôi sững sốt Khi bắt gặp một sấp tiền dày Đựng trong chiếc túi ni lông Số tiền ấy không phải của tôi Vậy thì Huế chính là người bỏ lại Tôi đếm thấy có đến 500 triệu đồng Là khoản tiền không hề nhỏ với Huế Em lấy đâu ra Và em để lại cho tôi nhằm mục đích gì Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó sau khi ra khỏi nhà nghỉ tôi không tài nào tìm được huế em đã nghỉ làm và chuyển chỗ trọ từ mấy hôm trước tôi không có cách nào để tìm ra em huế biến mất khỏi cuộc sống của tôi như chưa bao giờ xuất hiện tôi phát điên phát rổ tìm em khắp nơi trong vô vọng nhiều đêm tôi tự hỏi tại sao em lại đột ngột biến mất em yêu tôi như thế mà em nỡ lòng bỏ tôi đi hay sao em đi rồi tôi biết phải sống thế nào Đáng lẽ ngay từ khi em rủ tôi qua đêm thì tôi phải đoán được có điều gì lạ thường. Rõ ràng em coi đó là một đêm cuối cùng của chúng tôi. Từ ngày Huế biến mất đến nay là tròn 3 tháng. Hôm nọ, một người bạn của tôi đi công tác ở trong Sài Gòn bất chợt gửi cho tôi vài tấm ảnh. Sau khi xem xong những tấm ảnh ấy mà tôi hốt hoảng thẫn thờ. Ảnh chụp lại Huế cùng vài người bạn đi dạo phố hóa ra huế đã chuyển việc vào trong sài gòn và bắt đầu một cuộc sống mới ngay lập tức tôi bay vào gặp em để đòi em ở một câu trả lời tôi đã cất công tìm đến nơi huế cũng không giấu giếm tôi thêm nữa em bảo số tiền ấy là bố tôi đưa cho em để em rời xa tôi ông tìm đến gặp huế và nói rằng tôi là con trai duy nhất ông muốn tôi có một cuộc hôn nhân thật hoàn hảo với người vợ môn đăng hộ đối Chứ không phải là cô gái xuất thân nghèo khổ Điều kiện quá bình thường như Huế Ông còn tuyên bố Nếu tôi khăng khăng cưới Huế Thì ông sẽ tử mặt luôn con trai Ông đã nói thế Huế đành chấp nhận buông tha cho tôi Nhưng vì yêu tôi nên em cam nguyện Trao lần đầu tiên cho tôi Em rời xa là để tôi được hạnh phúc Chứ không phải vì số tiền kia Nên em đã trả lại cho tôi Nghe em kể lại đầu đuôi sự việc Mà tôi thẫn thờ không thốt nên lời hóa ra sau lưng tôi em đã phải chịu ấm ức tủi thân như thế tôi nắm chặt tay huế hỏi em có muốn làm vợ tôi không nếu em đồng ý thì tôi sẽ bằng mọi giá để em trở thành cô dâu của mình thế nhưng bố tôi là người rất nghiêm khắc và kiên định mẹ tôi đã mất sớm mình ông ở vậy nuôi tôi khôn lớn tôi không bao giờ muốn bố con chia cắt phải thuyết phục ông như thế nào đây xin mọi người cho tôi một lời khuyên với vâng hai câu chuyện đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp quý vị những video tiếp theo